Ok, chào tất cả các anh em. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 2 nha mấy anh em. Mình mới đi tới khu vực này thì có con bội sung lắm anh em ơi. Nó đang sàn nè. Đang sàn chụp cánh liên tục luôn. Để mình kiếm nó qua video cho. Kìa, nó đâu, nó chụp cánh chung với con bội rồi. Nè anh em, ok giờ mình treo con mồi mình lên trên cái nhánh cây luôn nha. Giờ kêu vô đây mấy anh em ơi. Nó tàn bay vô khu vực này mà nãy là mình gài ngoài kia mà nó không có tới nha mấy anh em, nó thấy treo lên cái bay về khu vực này nên mình đó lập mình đem vào đây luôn nha. Và đây hình như cái cột của nó sao và đây là nó mới bắt đầu dám xuống nha mấy anh em nè. Mồi đang rít đây nha. Nó xuống lại nè, vậy là cái cội này, trong này là cội của nó nha mấy anh em. Hồi nãy ở ngoài kia thì treo lên cái nó bay thẳng một mặt về luôn. Vô đúng cội xuống lẹ. Ok, kèo đầu tiên thứ sáu ngày 2 tháng 2 nha mấy anh em. Rồi giờ đợi mình lấy xuống nhà. Ok, lấy xuống rồi nha mấy anh em. Rồi kèo đầu tiên đội kèo. Từ ngoài kia không chịu đá nha. Bay vô vô đây đúng điểm mà nó mới đá nha mấy anh em. Rồi bứt lông tùm lum rồi anh đây. Ok nha, giờ mình tắt video mình đi kiếm kèo 2 nha mấy anh em. Chúc tất cả các anh em coi clip vui vẻ nha.